Xin kính chào quý anh chị, quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em Thuận, tư vấn bán hàng của Salon Tuấn Kiệt. Xin gửi tới quý anh chị và các bạn một cái siêu phẩm của nhà Mercedes-Benz. Đấy, đây là siêu phẩm mang tên GLK250 4MATIC, sản xuất 2015 mọi người nhá. Giờ mọi người đang đi xe này rất là hiếm bán. Đấy, khó lắm em mới mua được một con xe này từ một ông chú rất là kỹ tính. Xe giữ, phải nói là cực kỳ giữ. Xe zin từ đầu đến đuôi luôn. Em xin phép là bỏ qua ngoại thất, em đi vào bên trong xe cho mọi người xem. Đây này, mọi người thấy không? Keo chỉ còn zin 100% luôn nhé mọi người nhá. Đấy, xe bảo dưỡng bảo trì trong hãng không thiếu một tí gì luôn. Từ 2015 đến giờ nhưng mà nhìn qua da các thứ vẫn còn rất là căng. Đấy, da căng đét luôn, da xịn nha. Đây là màu lâu mocha của Mercedes đấy nha mọi người nhá. Đấy, dạ, ghế da theo xe từ năm 2015 đến giờ. Đấy, xe này thì chủ đi cực ít, giữ không thì chê được một cái gì luôn. Thuộc cái phân khúc mà lưng chừng giữa crossover với lại SUV thì GLK250 là một cái sự lựa chọn đáng gờm so với các đối thủ. Đấy mọi người thấy không? Hệ thống ghế chỉnh điện này, nhớ ghế 3 vị trí này, cho hai hàng ghế trước, cho hai ghế trước này. Trong này kết hợp là da với lại nhôm phay. Đấy, kết hợp rất là hài hòa. Không thể chê vào đâu được luôn. Đó, những cái thiết kế cửa gió điều hòa phải nói là đỉnh cao của nhà Mercedes-Benz. Đây là cửa gió nhôm phay, không có hề có một vết xước nào cơ. Đây là nhôm phay mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? Bên trên này, tấm loa này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đó, vô lăng nào. Đồng hồ ngày đấy vẫn là đồng hồ cơ thôi, nhưng mà vô lăng này, vô lăng chủ đi cực dữ. Những cái phím nút này chưa hề bất màu. Đây là độ bóng của da thôi mọi người nhá. Logo Mercedes-Benz ở giữa. Đây, xe này chạy chuẩn là đâu đó khoảng 4 vạn mọi người nhá. Xe rất là đẹp này, có gạt mưa này. Gạt mưa này, đèn tự động này, pha này. Đây điều chỉnh giới hạn tốc độ và ga tự động nhá. Có lẫy chuyển số trên vô lăng rồi mọi người nhá. Đây hệ thống điều khiển điều hòa này. Điều hòa của nó là điều hòa hai vùng độc lập thôi. Hàng sau chỉ là ghế hàng sau chỉ là cửa gió điều hòa thôi. Đấy, còn đây là vị trí là đĩa CD này. Hệ thống âm thanh này mọi người nhé. Đây là mic này. Mic là sẽ nằm ở đây này. Đó, xe chạy chuẩn 4 vạn. Ghế da còn rất là căng. Căng đét luôn mọi người ạ. Mình cùng đây ra xem cái cốp dự phòng xem còn cái gì nhé. Cốp điện mọi người nhá. Đây là lipo của Mercedes này, theo xe từ ngày đấy đến giờ vẫn còn sữa sửa sáng rất là mới này. Đây, keo chỉ zin 100%. Cốp chống kẹt mọi người nhá. Nào, đây những cái đồ mà theo xe vẫn còn này. À, có nốt. Nốt này là nốt chống đinh này mọi người này. Đấy, còn đây là hộp sửa chữa. Rút cái này ra là hộp sửa chữa này. Đây hộp sửa chữa này có bơm này. Có những cái đồ dùng của sửa chữa này, có cả găng tay luôn mọi người nhá. Cờ lê màu led đủ cả luôn. Đây là có bình cứu hỏa này. Đấy, không phải xe nào cũng được trang bị như thế đâu. Rất là sạch đẹp. Đó, cốp chỉnh điện, cốp chống kẹt này. Đấy, cốp chống kẹt mọi người nhá. Rồi, em cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, xe đẹp.
bảo dưỡng định kỳ trong hãng, check tất cả các mọi các hạng mục trong hãng luôn. Xe em đang giao bán với giá là 1 tỷ 070 triệu, có thương lượng, cho ai nhiệt tình đến xem và thương lượng trực tiếp mọi người nhá. Đấy, đây là tổng thành chiếc xe này bây giờ mình mua về chỉ việc đi thôi, bởi vì là cái bác chủ mà bác ấy bán lại cho bên em chiếc xe này á, đấy là bác là một người rất là kỹ tính. Trước khi bán ấy là bác mới bảo dưỡng ở trong Mercedes-Benz Hasako là hết 40 triệu mọi người nhá. Và bao gồm bảo dưỡng sửa chữa này, thay cao su chân máy các kiểu là bác thay hết rồi. Đây này, má phanh mới nào. Mọi người có nhìn thấy này, má phanh mới thay nhá mọi người nhá. Đó. Thế nên là mọi người yên tâm, mua xe của bên em thì bên em sẽ bảo hành bằng văn bản giấy tờ và có cam kết cho mọi người đồng hàng. Đấy. Mọi người mua xe có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0337904888. Và xem video thấy hay thì mọi người ủng hộ em một like, một share và một đăng ký kênh nhá. Đấy, để cập nhật những video mới nhất của em cũng như là những mẫu xe mới nhất của bên em đang giao dịch. Đấy, xin cảm ơn mọi người đã xem video. Chào tất cả mọi người ạ.